বংশের তেমন nhưng bạn hòa thượng nhà trưởng tông phong nhà kính bạch chư tôn hòa thượng chư thiền tọa chư tôn đức thuộc hành giả của tổ sư thiền và kính thưa toàn thể quý vị hành giả trong nước cũng như là ở nước ngoài đang theo dõi trên Zoom và kính thưa tất cả quý vị hôm nay được cái sự phân công của ban tổ chức cái khóa học thì chúng tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị với đề tài là tu thiền dễ hay là khó. Thưa quý vị là có nhiều người thì cho rằng tu thiền thì rất là khó. Có người bảo rằng tu thiền thì rất dễ. Có người lại cho rằng tu tịnh độ thì nó dễ hơn. Vì tịnh độ chỉ cần tin cái cảnh giới Tây phương cực lạc, tin những cái lời dạy của Đức Phật Di Đà, cũng như là chỉ cần niệm một câu niệm Phật thì có thể được Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây phương cực lạc. Cho nên mỗi người có một cái quan niệm khác nhau và chúng ta thường hay đưa lên trên các cái YouTube, Facebook, rồi đôi khi có những cái lời lẽ lại chống bán nhau, cũng có những cái lời ta tốt trên trên các cái mạng xã hội đó, thì trong đó cũng nói thiền là dễ nhưng mà họ khái niệm về thiền một cách rất là mơ hồ, cho rằng cái thiền không cần tu, chỉ cần đói ăn mệt ngủ dựa ở trên những cái bài kệ, những cái bài dạy của các vị thiền sư. Ví dụ như là tổ Trần Nhân Tông có câu ấy, là đói ăn mệt ngủ liền đó. Câu gì câu chữ hát đó quên mất rồi. Tư tắc sang hề thốn tắc miên đó, gia trung hữu bảo vô tầm bích, nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Và quan niệm như vậy thì nói rằng sống cứ là sống tỉnh giác thôi, chỉ cần thấy thì biết thấy, nghe thì biết nghe, đi thì biết đi, ăn thì biết ăn, ngủ thì biết ngủ, và không cần suy nghĩ gì khác nữa hết. Như vậy thì chúng ta đang sống ở trong cái thiền định. Quan niệm như vậy cho nên có nhiều người cho rằng không có cần tu. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng đi vào trong rừng ngồi thiền và trải qua 6 năm mà học hỏi và tu tập các thiền định của các vị các cái bậc thầy trước đó, thì cuối cùng ngài cũng biết rằng cái pháp này chỉ có mình tự tìm ra mà thôi, chứ không có thầy nào có thể chỉ dẫn được, bởi vì cái thiền định lúc đó nó đạt đến một cái cảnh giới mà người ngoài không còn có thể chỉ ngài để ngài tu tập được nữa, mà chỉ có tự trong tâm ngài khám phá ra mà thôi. Thì ngài về cội bồ đề, đến cái cội bồ đề và ngài ngồi thiền suốt 49 ngày đêm, đến mà sao mai vừa mọc thì ngài quát nhiên đại ngộ. Nếu mà nói rằng không cần phải thiền định thì Đức Phật chúng ta ngày xưa cũng đâu có cần phải thiền định chỉ cho nó nhập. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Phật của chúng ta cũng có rất là nhiều năm, nhiều tháng để mà tu tập thiền định. Và cuối cùng thì khi mà Ngài đến cội Bồ Đề, đó là lúc đó tâm Ngài đó đã gạn lọc hết những cái tạp nhiễm, những cái vọng tưởng rồi. Cho nên Ngài mới đến cái cội Bồ Đề để rồi cuối cùng ngài vén được cái bức màn vô minh để ngài giác ngộ thành Phật. Đâu phải là cái chuyện đơn giản thì chúng ta nghĩ như vậy.
Nhưng mà chư tổ của chúng ta cũng có nói là như là ngài Trung Phong cũng có nói đến là tu thiền có bốn cái điều khó và bốn cái điều dễ, bốn điều dễ và bốn điều khó. Ngài có nói trước bốn điều dễ và bốn điều khó, và cái điều này đó thì có nhiều người cũng rất là trăn trở trong cái bốn cái điều dễ bốn điều khó của tổ của ngài Trung Phong. Ngài nói rằng chính mình là Phật, chẳng cần cầu thầy khác. Nếu như muốn cúng dường Phật, chỉ cần cúng dường mình là điều dễ thứ nhất. Cái điều dễ thứ hai, vô vi, tức là vô tác đó, là Phật, chẳng cần xem kinh, lễ Phật, hành đạo, tọa thiền, đói ăn mệt ngủ, tùy duyên nhậm vận là điều dễ thứ hai. Điều dễ thứ ba là vô trước là Phật, chẳng cần hủy bỏ hình thể, xa lìa quyến thuộc, núi rừng, chợ búa, vân vân. Nơi nào cũng tự tại là điều dễ thứ ba. Tư là vô cầu là Phật, chẳng cần lập công bồi đức, siêng tu khổ hạnh, hai cái thứ phước huệ trang nghiêm đều không dính dáng là điều dễ thứ tư. Đó là chúng ta nghe qua chúng ta thấy tham thiền dường như rất là dễ, bởi vì ngay chính mình đã là Phật rồi thì đâu cần phải tụng kinh bái sám, đâu cần phải cầu thầy để mà học đạo, đâu có. Nếu mà cô muốn cúng dường Phật thì chỉ cần cúng dường chính mình. Chúng ta nghe cái điều này chúng ta rất là khó hiểu. Có một số cái vị nào, có một số cái vị nghe như vậy chấp liền cái câu này, và những vị đó cho rằng không cần phải tu tập, thì đây cũng là rơi vào một cái chấp rất là nguy hiểm. Chấp mà chấp có đó thì còn ít nguy hiểm hơn là chấp không. Chấp không cần phải tu, không cần thầy, và cũng muốn cúng dường Phật thì chỉ cần cúng dường chính mình. Có nhiều vị luận cho rằng cúng dường chính mình có nghĩa là cách như thế này thế khác, ví dụ như là tham thiền hay là đói ăn mệt ngủ, đó là cách cúng dường chính mình. Nhưng thật sự tất cả những cái đó chúng ta đều do cái suy nghĩ của mình mà ra thôi, chúng ta chưa có hiểu được cái ý của chư Phật chư tổ nói ở trong cái đoạn này, nhất là tổ Trung Phong Minh Bổn. Chính mình là Phật là bởi vì Phật tánh nó không có phải rời mình ra, không phải là tìm bên ngoài mới có Phật, mà Phật tánh là chính ở nơi nơi trong tâm của mình chứ không phải là ngoài. Cho nên cái điều này ngài Trung Phong này nói để cho chúng ta có thể là bác đi, để bác đi cái chấp trước rằng tìm Phật ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngay cả Đức Huệ Khả mà đến cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma để rồi sau đó trở thành vị vị tổ thứ hai, ngài phải thống thiết đứng trong tuyết một ngày một đêm mà tuyết ngập cái chân, và tổ cũng không màng đến, cuối cùng ngài phải dùng cái dao mà chặt đứt cánh tay của mình dâng lên tổ. Đây là cái sự cầu pháp mà tất cả chúng ta không ai có thể làm được, không ai có thể làm được. Lục tổ Huệ Năng khi mà vào trong cái đạo tràng của ngài Hoằng Nhẫn thì ngài phải công quả ở phía sau nhà bếp, ngài giã gạo rồi bữa củi rồi gánh nước, ba cái việc nặng nhọc như vậy mà ngài là người nhỏ thó, cái hình thể rất là nhỏ,
ốm yếu mà ngài phải làm những công việc nặng nhọc giả gạo, mà cái hình thể nó nhỏ quá cho nên giả cái chày nó không có giả mạnh xuống được với cái lúc gạo cái lúa, cho nên là ngài phải đeo đá ở trên lưng mà giả gạo suốt 6 tháng như vậy. Thì lục tổ ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới xuống gặp lục tổ và có vài lời động viên tổ, và sau đó thì ngài mới khuyên là ba gõ lên cái chày đó ba ba cái, thì canh khuya canh ba đó là lục tổ Huệ Năng mới vào trong thất của ngũ tổ để rồi ngũ tổ truyền pháp. Cho nên chúng ta thấy rằng không có một vị bậc thầy, không có một vị tổ nào, một vị thiền sư nào mà không cầu thầy, không cầu đạo mà được ngộ, được giải thoát. Ngày Lâm Tế cũng phải đến cầu với ngài Hoằng Bá mà được ngộ. Đã vậy mà lên hỏi đạo 3 lần bị Hoằng Bá 3 lần đánh. Rồi sau đó về tìm đến Đại Ngu, thiền sư Đại Ngu rồi mới được ngộ đạo. Cho nên chúng ta mới thấy rằng các vị thiền sư ngày xưa, cái quá trình mà cầu đạo của các ngài hết sức là khổ sở, mà ngài không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi ngộ đạo mới thôi. Đó là cái điều mà chúng ta cảm nhận rằng, chúng ta cảm thấy là nó trái ngược với những cái lời của ngài Trung Phong Pháp Ngữ nói. Chính mình là Phật, chẳng cần cầu thầy khác. Cho nên ở đây chúng ta không thể nào mà chấp, bởi vì cái Phật tánh nó ở chính mình, ở nơi chính mình, cho nên mình không thể mà cầu cái người bên ngoài chỉ cho mình được. Như ngài thiền sư Trí Nhàn đó, đệ tử của tổ Bá Trượng, sư đệ của ngài Linh Hữu. Sau khi ngài Bá Trượng tịch rồi thì ngài Linh Hữu đã ngộ, nhưng mà cái ngài Trí Nhàn thì chưa ngộ, mới y chỉ sư huynh của mình, nhờ sư huynh chỉ bảo. Ngày một hôm sư huynh Trí Nhàn, sư sư huynh Linh Hữu tức là Quy Sơn đó, hỏi ngài ngài vậy chứ ngày xưa nghe nói ông rất là linh lợi, rất là linh lợi, cho nên là hỏi một thì ông đáp 10. Bây giờ những cái điều mà ông học hỏi trước kia ta không có hỏi nữa, mà tôi chỉ hỏi ông một câu là khi cha mẹ chưa sinh thì mặt mũi xưa nay của ông ra sao? Ông trả lời không được, ông lục lọi hết kinh sách cũng không có, những cái gì ghi chép lại từ cái những cái bài học của ngài Bá Trượng cũng không có. Mới nhờ ngài Linh Hữu tức là người Quy Sơn nó nói cho nghe. Ngài Quy Sơn nói rằng miệng này do cha mẹ sinh ra cho nên ta không có nói cho ông nghe được, ta nói là chuyện của tôi, còn cái chuyện mà ông ngộ là chuyện của ông. Cho nên mình thấy cái chỗ đó là cái chỗ mà giữa thầy trò, thầy cũng không thể nào giải thích, cũng không thể nào nói được cho đệ tử nghe. Cho nên vì vậy nói là không cần phải cầu thầy khác. Nhưng mà nếu như không có sự cần cầu thì ngài Trí Nhàn có ngộ được không? Ngài Trí Nhàn mới bỏ cái đạo tràng của tổ Quy Sơn, ngài đi về một cái nơi xa xôi, nơi đó hồi xưa ngài quốc sư Huệ Trung ở đó. Ngài mới lập một cái âm tranh và thề rằng từ nay về sau không có tu thiền nữa, chỉ làm ông tăng cơm cháo qua ngày vậy thôi. Thế nhưng mà những cái điều mà ngài cái câu hỏi của ngài Quy Sơn Linh Hữu nó khắc sâu và nó trở thành một cái câu hỏi lớn ở trong tâm thức của ngài Trí Nhàn. Ngài Trí Nhàn buông xuống không được, mà nó trở thành một cái công án từ lúc nào mà chính ngài Trí Nhàn cũng không biết, mà cứ thắc mắc như vậy cho đến một hôm khi cuốc đất. Và như vậy là trải qua 8 năm, 8 năm sau đó đang cuốc đất một cái
viên ngói nó văng vào vỏ tre cái nó kêu một cái cốt ông quát nhiên ông đại ngộ là chuyến nhàn đó. Như vậy thì cái người xưa người ta ngộ là cái ngộ đó không phải là cái mà thầy chỉ dẫn, không phải là nghe thầy giải thích chỉ vẽ cho mình để mình ngộ. Ngộ là ngộ ngay trở lại cái tự tâm của mình, mà ngộ ngay cái tự tâm của mình thì đâu phải là thầy chỉ mà được, cho nên gọi là vô sư trí. Vô sư trí là cái chỗ này không phải thầy ông chỉ được, nhưng mà không nhờ ngài Quy Sơn Linh Hữu hỏi một câu như vậy thì ngài trí nhàn có ngộ không. Cho nên những cái điều mà các vị thiền sư nói, chúng ta không thể nào mà lấy cái ý thức phân biệt này để mà có thể hiểu một cách hời hợt được. Còn về nói là cúng dường cho chính mình á, thì đó là một cái cách nói thôi. Thay vì cúng Phật, mình đi cúng hết cái chùa này đến chùa khác để mình lại Phật, mình cúng Phật. Thay vì cái thời gian đó mình để mình tham thiền. Lục Tổ Huệ Năng cũng có nói đó, lo cúng Phật để cầu phước thì giống như là tên mà bắn bổng bắn lên trời hết cái trớn rồi nó cũng rơi cho xuống, là bởi vì mình bỏ cái việc này để mình cầu cái việc kia, bỏ cái việc chính mình mà mình hướng ra bên ngoài. Cho nên là chư tổ mới nói như vậy để mà phá cái chấp của chúng ta. Bây giờ có nhiều Phật tử nghe nói như vậy và thấy người ta đi cúng chùa, cúng cúng chỗ này chúng cúng chỗ kia, thì mình bắt đầu mình chê trách, mình nói rằng chư tổ không cần nói là không cần phải đi cúng Phật cúng chùa, mà mình tối ngày cứ đi cúng Phật cúng chùa, mình đi chê trách người ta, trong khi đó cái thời gian mình bỏ ra mình chê trách mình đâu có tham thiền đâu. Cái việc đó là cái việc của người ta, cho nên cái việc đó nó tùy duyên, không thể nào nói được. À, cái người mà người ta cúng Phật thì người ta cũng tạo được cái phước, thay vì ta không cúng người ta đi ra ngoài ta ăn chơi thì nó đâu có lợi lạc gì đâu. Còn mình tham thiền thì cứ lo tham thiền, mà cái duyên nó tới duyên nó tới cúng Phật thì cũng vẫn cúng Phật, miễn làm sao mình đừng có chấp trước. À, tôi phải cúng Phật để cầu phước, tôi tu là tôi phải cúng Phật để mà tạo cái phước báo để đời sau tôi mới thành Phật. Khởi cái tâm như vậy gọi là biệt niệm, khởi như tâm như vậy nó không có đúng với cái tâm của người tham thiền. Bởi vì người tham thiền là chư tổ dạy là phải cứ châm bổng vào câu thoại đầu, không có khởi lên những cái niệm khác, không chấp trước cho cái điều này phải, cái điều kia không phải. Cho nên chúng ta phải hiểu được những cái lời của chư tổ nói rằng là chính mình là Phật, thì đó nghe nó rất là dễ, phải không ạ? Nghe nó rất là dễ, nhưng mà tìm ra được, tức là cái câu hỏi mà mình thường hay hỏi về chính mình đó, câu hỏi đầu đó mình hỏi có nghĩa là mình đang tìm cái ông Phật, cái chính mình là như thế nào. Mình tìm được chính mình chưa, thấy được chính mình chưa mà mình tự cho rằng mình không cần gì hết. Cho nên nói về cái dễ và cái khó trong cái thâm thiền thì có ba cái cha con của ngày Bàn Long Quẩn. Hôm trước tôi cũng có nói mấy lần rồi, ông Bàn Long Quẩn thì ông nói khó khó khó, mười tạ dầu mè trên cây guốc, cái cột đó, mười tạ dầu mè mà đổ trên cái cột để mà guốc, giống như mình trèo lên vậy đó. Là dễ hay là khó? Còn bà vợ thì bà nói rằng dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, tức là khắp nơi
khắp nơi đều là ý của tổ sư, nói trên đầu trong cỏ, có nghĩa là ý, có nghĩa là khắp nơi chỗ nào đụng chỗ nào cũng là ý của tổ sư hết. Ông vị thiền sư Việt Nam cũng có nói là thanh thanh túy trúc tổng thị chân như, quốc quốc bình hoa vô phi bát nhã, xanh xanh trúc biếc đều là chân như, quốc quốc bình hoa không chỗ nào là không phải là bát nhã. Chân như và bát nhã nó cùng cấp, nhưng mà nói cái điều đó là cái người ngộ người ta mới nói cái điều đó. Khi người ta ngộ rồi thì tất cả nơi nào cũng là Phật pháp hết đó, nơi nào cũng là thanh tịnh hết đó. Cho nên quý vị mà nếu mà tụng kinh Pháp Hoa là quý vị để ý cái mấy cái phẩm kinh Pháp Hoa, ở trong đó có ba cái phẩm mà nói về cái biến từ cái cảnh quế độ mà thành tịnh độ. Tôi không nhớ hết rồi ba cái phẩm nó là phẩm gì mà xe học của Pháp Hoa gọi là tam biến tịnh độ. Thì cái phẩm là Đức Phật ấn ngón chân xuống, ấn ngón chân cả phải xuống thì tự nhiên cái cõi ta bà này, tất cả những cái gì mà nó xấu xa nhất, tất cả những hầm hố, tất cả những cái phân trâu phân bò, mọi thứ xấu ở trên cái thế gian này nó đều biến thành tịnh độ hết, biến thành vàng ròng tịnh độ hết. Là bởi vì lúc đó có một vị hành giả A Nan hay là Xá Lợi Phất gì đó tôi quên rồi, hỏi Đức Phật, nghe nói các vị chư Phật mà thành Phật thì cõi nước đó đều trở nên thanh tịnh và trong sạch hết, trở nên là trang nghiêm. Nhưng mà con thấy rằng Đức Thế Tôn ở đây ngài đã trở thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà sau cõi này nó vẫn còn đầy những là gò nóng rồi sình lầy đủ thứ ô uế hết. Đức Phật mới nói rằng đừng cho rằng ông đừng có cho rằng cái cõi này nó ô uế, bởi vì ông lấy cái tâm phân biệt thì ông không thể nào mà hiểu được cái thế giới của chư Phật. Nói xong là Đức Phật ấn ngón chân chân cái xuống cái là tự nhiên cái cõi ta bà nó biến thành tịnh độ, biến thành tịnh độ. Cái điều này nó không phải giống như là một cái phép màu thần thông, hay là một cái giống như là một cái phim thần thoại, không phải vậy. Đây là cái ẩn chứa một cái thông điệp nhằm nói lên cái điều gì. Trong phẩm Pháp Hoa đó muốn nói rằng nếu như mà ông lấy cái tâm phân biệt của chúng sinh này để mà nhìn vào cái cảnh giới á, thì cảnh giới đó trở thành vô vi. Cho nên giả sử như chúng ta đây mà chúng ta đi về cảnh giới tịnh độ được đi nữa thì chúng ta nhìn cảnh giới tịnh độ nó cũng không có tịnh được. Bởi vì khi tâm của chúng ta nó còn tham sân si bất tịnh thì chúng ta nhìn ở đâu nó cũng có tham sân si và bất tịnh. Tất cả những trong tâm mình nó hiện ra thôi. Cho nên nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người đời người ta còn nói được câu đó rồi. Cho nên vì vậy cái khái niệm về cái dễ hay là khó, tu thiền dễ hay là khó là đối với cái hành giả của chúng ta đó, thì chúng ta phải phải biết rằng, phân biệt rằng căn cơ nào, người nào mà tu nó dễ, người nào tu nó khó. Ngày xưa cái hòa thượng Duy Lực đó, ai mà đến mà nói chuyện lơ mơ mà không xác định được giữa tịnh độ và thiền thì hòa thượng đó, ông về ông tu tịnh độ đi. Hòa thượng không bao giờ khuyên ai cũng tu thiền hết. Chúng ta thì có cái bệnh mình tu thiền thì thấy ai mình cũng rủ tu thiền. Nhưng mà các tổ đó như ngài Vô Ngông Thông đó, ngài nói rằng nếu như không phải là cái bậc thượng căn thì đừng có dễ dàng mà truyền trao. Ngài dặn cho ngài cảm thành như vậy. Khi ngài cảm thành ngộ rồi thì ngài nói, bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng các vị tổ thiền sư thì đệ tử rất đông, như ngài Bá Trượng thì hơn cả ngàn đệ tử, ngài Quy Sơn thì có 1.500 đệ tử, nhưng mà ngộ đạo thì có được bao nhiêu đâu, sàng lọc lại hết. Cho nên không phải là ai tu cũng ngộ hết,
ai tu thiền cũng được hết, thì chúng ta gặp ai chúng ta cũng rủ, người ta đang đang tu tịnh độ mà rủ tu thiền đi, thiền thiền hay lắm, thiền nó thù thắng lắm, đúng là nó hay, nó thù thắng, nhưng mà thù thắng đối với cái căn cơ nào nó phù hợp thì nó mới thù thắng, còn cái căn cơ không có phù hợp, hiểu một cách nó lơ mơ về thiền, vẫn còn quan niệm có một cảnh Tây phương tịnh độ để mà con người ta có thể niệm Phật từ nhất ít nhất là từ 1 đến 10 niệm thì được sanh về tịnh độ, mà biểu người ta tu thiền thì làm sao người ta tu thiền được, cái niềm tin nó không có xác định một cách rõ ràng. Cho nên cái điều này thưa quý vị là cái người mà tu thiền đó là phải xác định rõ cái niềm tin mình không còn có một cái gì để mà lay chuyển được nữa hết, mà cái điều này nó không phải là gượng gạo đâu, mà nó rất rõ ràng ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy có con đường này mới mở cái cánh cửa giác ngộ được thì chúng ta mới tu thiền. Còn nếu như mình còn thấy à cái pháp môn này tu có thể ngộ, pháp cái môn kia tu có thể được giải thoát, vân vân, nhiều cái pháp để mình chọn lựa, nhiều cái pháp để mình tu, thì thưa quý vị những người này không phải là căn cơ của thiền. Cho nên chúng ta đừng có đem thiền đem đạo mà chúng ta nói với những người đó. Tôi hồi xưa tôi đi ra mấy cái vô tình đi ngang mấy cái quán cà phê, tôi nghe mấy cái ông mà chắc là cũng người học thiền ở đâu đó vô mà ngồi nói thiền cúng sùm ở trong quán, mà nói mà cười mà vỗ tay mà là gọi là đắc ý, có vẻ như đắc ý. Họ nói với nhau nó họp với nhau thì họ đắc ý họ nhau họ cười, đâu phải vậy đâu. Ngay cả như ngày Triết Nhàn, ngày yêu cầu ngày 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 mong cầu ngày thiền sư Quy Sơn nói mà từng ngày Quy Sơn còn không nói, mà ngày Huệ Hải sau khi mà ngộ với tổ Mã Tổ xong này ngài rút về trong núi ngài ở ẩn ở trong đó ngài tu trong đó, ai tới hỏi thiền ngài cũng không nói tôi trong này không có thiền có đạo gì hết. Mấy ông mà học thiền học đạo thì về kinh đó mà học, ở đây núi rừng không có thiền, nhưng mà những vị đó người ta bởi vì người ta tin cái ngài tin Mã Tổ vì ngài có viết một cái quyển sách tên là Thiền Đốn Ngộ đó, Đốn Ngộ Nhập Đạo Yêu Môn đó, rồi đệ tử truyền ra làm sao mà tới tay ngài Mã Tổ là thầy của ngài Huệ Hải, thì Mã Tổ mới nói rằng ở trong cái chỗ đó gọi là cái gì châu đó quên rồi biết nữa, thì có cái hạt châu, tức là ám chỉ là ngài ngài Huệ Hải, mà ngài Huệ Hải cũng là họ Châu đó. Đó, người ta tin lời của ngài của Mã Tổ người ta mới tìm tới ngài Huệ Hải, nhưng ngài Huệ Hải cứ từ chối, từ chối, mà đến khi mà từ chối không được thì lúc đó ngài mới mới dạy thiền, thì những cái người đó là những người gạo cội đó. À, cho nên ở đây nói về bốn cái điều dễ thì chúng ta nghe nó dường như là nó có vẻ gì đó nó rất là gần gũi với chúng ta, nhưng mà thật sự khi mà chúng ta kiểm tra lại chính mình á thì chúng ta nên hiểu rằng chúng ta giữa cái phần dễ này nó còn cách ngăn một cái bờ ngăn cách do cái tâm ý thức của chúng ta. Cho nên là ngày Trung Phong này mới nói thêm bốn cái điều khó. Vô vi là Phật, ở trên nói chính mình là Phật, còn đây nó vô vi là Phật, vô vi là, tức là tâm mình không có tạo tác cái gì hết á, ngay cả khi mà mình tham thiền mà có nghi tình, mà mình biết có nghi tình thì đó cũng là vô, đó cũng là hữu vi chứ không phải là vô vi nha. Mà ngày Trung Phong này nói là tâm trộm cắp đó, hữu vi. Còn vô vi có nghĩa là tâm không còn khởi tạo tác nữa, cái nghi tình mà đi đến cái chỗ mà gọi là miên miên mật mật không còn có một cái tác ý nào khác hết thì đó gọi là vô vi. Thì vô vi đó là Phật, chẳng cần xem kinh
lễ Phật, hành đạo, tọa thiền, đói ăn mệt ngủ, tùy duyên nhậm vận là điều dễ. Thứ hai, cái chỗ này đó là cái chỗ mà ngài Trần Nhân Tông này nói đó. Tự nhiên quên hết cái câu đầu tiên. Cơ tóc sang tự nhiên nhớ cái câu tên đó. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghĩa là ở trong đời này, ở trong cuộc đời này, nhưng mà vui với cái đạo thảy tùy duyên, rồi hãy đói thì ăn, mệt thì ngủ, ở nhà trong nhà thì có sẵn cái của báo, thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Vì cái chỗ đó, cái chỗ mà vô tâm là thiền rồi, còn gì nữa đâu mà hỏi. Nhưng mà cái người này phải là cái người phá sơ quan trùng quan gì đó thì người ta mới có thể nói được cái những cái câu như vậy. Có nghĩa là người ta đang bảo nhậm cái tự tánh, cho nên là nó vô vi, là bản chất của tự tánh nó vốn là như vậy đó. Nó vốn là như vậy, là vô vi, là Phật. Nhưng mà mình đây mình sống theo cái tập khí thói quen của thế gian, cho nên mình không có thể nào mà vô vi được. Vô trước, trước có nghĩa là chấp trước đó. Vô trước là Phật, chẳng cần hủy bỏ hình thể xa lìa, quyến thuộc núi rừng chợ búa, nơi nào cũng tự tại là điều dễ. Thứ ba, hay chẳng cần chấp trước, có nghĩa là không cần phải chọn lựa cái nơi chỗ, không cần phải lập cái thời gian, tức là không cần phải ấn định cái thời gian tôi tu 5 năm, 3 năm gì đó mà tôi sẽ được thành Phật, tôi sẽ minh tâm kiến tánh. Đó là cái tâm mong cầu. Nếu mình còn lập cái thời gian, chọn lựa cái không gian, thì đó là cái tâm mong cầu và chọn lựa. Và cái tâm này thì cái chúng ta để cái tâm ý thức này nó cứ nó chọn lựa, chứ nó không có tham thiền, nó không có tham thiền. Mà cái người tham thiền thì đi không biết đi, ngồi không biết ngồi, thì làm sao chọn lựa, đâu có chọn lựa cảnh cảnh duyên gì đâu. Như ngài Lai Quả thiền sư, ngài vô trong thiền đường ngài ở, thì lên chánh điện ngày ngày cũng không biết đó là chánh điện, không nhìn thấy ông Phật ra làm sao hết, hỏi ông Phật như thế nào ngài cũng không biết. Cái tâm của ngài lúc nào cũng ở trong công phu hết đó. Cho nên đã ở trong công phu rồi thì chọn lựa cảnh duyên chi nữa. Chúng ta thì quá nhiều cái chấp trước, nay chọn cái cảnh này, mai chọn cái cảnh kia. Nghe chỗ này là bắt đầu mới mở cái thiền đường, nghe nói là cũng cũng hay lắm đó. Chúng ta chạy tới đó, chúng ta tu một thời gian, chúng ta cảm thấy chán rồi chúng ta nghe nói chỗ khác nữa, cái chúng ta chạy đi chỗ khác, và cứ chạy vòng vòng như vậy thì chúng ta suốt đời chúng ta không có được cái chỗ nào gọi là an lạc hết, không có chỗ nào mà chúng ta vừa ý hết. Cái đó là theo cái thói quen của ý thức, và ý thức nó là cái sự chọn lựa, lúc nào nó cũng chọn lựa vậy. Cho nên ở trong tính tính tâm minh có cái câu là chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tấn ái, đổng nhiên minh bạch. Chí đạo là cái chỗ mà ngộ đạo đó, là không có khó. Nhiều cái khó cái chỗ là do chúng ta chọn lựa, chúng ta chọn lựa và chúng ta ưa và ghét, đảng mạc tán ái, đổng nhiên minh bạch. Chỉ cần không có ưa và ghét, chúng ta ưa chỗ này, chúng ta ghét ở chỗ kia, chúng ta không thích cái chỗ nọ, cho nên là vì cái chỗ đó mà cái tâm của chúng ta nó không có sáng được. Minh bạch có nghĩa là sáng. Thứ tư là
Vô cầu là Phật, chẳng cần lập công bồi đức, siêng tu khổ hạnh, hai thứ phước huệ trang nghiêm đều không dính dáng là điều dễ. Thứ tư, chúng ta biết cái danh hiệu của Đức Phật á, gọi là Lưỡng Túc Tôn. Lưỡng là hai, túc là đầy đủ, mà hai cái đầy đủ cho nên là tôn quý, cái bậc tôn quý, có hai cái phước còn vệ huệ đầy đủ là phước huệ trang nghiêm. Cho nên ban bên giáo môn bao giờ cũng khuyên chúng ta là tu phải là phước huệ song tu. Nhưng mà hôm nay đến với thiền thì chúng ta thấy nó lật lật ngược trở lại hết. Hai thứ phước huệ trang nghiêm không, đều không dính dáng, tức là không cần phải hai thứ phước huệ trang nghiêm vun bồi nữa, mà ngay chỗ đó mà tham cứu đi, tham cho đến mà sơn cùng thủy tận đi, giống như là con chuột mà chung vào trong sừng trâu mà cứ cắn cắn mãi không thôi, thì nó sẽ có cái lúc nó làm lủng cái sừng trâu. Còn nếu mà cứ ở bên ngoài để mà tìm hai cái phước huệ song tu thì đó là cái tâm ý thức của chúng ta nó không thể nào chết được. Cho nên về giáo môn là người ta dạy cho những cái người mà gọi là chưa phải là đối tượng của thiền đó thì phải tu theo phước huệ song tu. Vì vậy đó, đối với Phật tử chúng ta là đi chùa tụng kinh và làm từ thiện thì chúng ta tham gia rất nhiều, phải không ạ? Số rất là đông. Còn mà biểu vô ngồi trong thiền đường mà tu là rất ít. Chúng ta cứ nhìn đi là chúng ta biết, chúng ta sẽ thấy cái người mà vào trong thiền đường mà cứ ngồi đi đi ngồi ngồi suốt như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là ít. Còn bây giờ mà nói rằng tôi tổ chức đi xây cầu, đi đi cho quà chỗ này chỗ kia thì người ta tham gia rất là đông, đông lắm. Hay là niệm Phật tụng kinh rồi làm những cái hình thức thì chúng ta tu rất là đông, bởi vì cái đó là cái hình tướng, mà cái hình tướng nó có một cái tác dụng là nó làm cho chúng ta cảm thấy phấn khích, chúng ta cảm nhận, chúng ta cảm thấy rằng đó là cái phước báo chúng ta cần phải trau dồi, cần phải tu tập. Nhưng chúng ta đâu có biết cái người tham thiền mặc dù không không là một cái gì hết, nhưng mà chính cái đó, cái phước báo đó đó là cõi trời cũng không bằng nữa, thưa quý vị. Ngay khi mà chúng ta tham có khỏi đầu khởi lên nghi tình, chư thiên còn phải cung kính, thì nói chi những cái phước báo ở thế gian. Cái phước báo thế gian nó giống như là mũi tên mà bắn bổng vậy đó, có lúc thì nó cũng phải rơi xuống. Còn cái người mà ngồi thiền, cho nên nó có một vị nói rằng đi làm từ thiện rất là khó. À, bây giờ mà tránh cái khó đi, để cái dễ mình chọn cái dễ để cái khó cho ai. Tôi mới nói rằng cái đó đối với người thế gian, chứ còn cái người tham thiền đó là cái khó là cái việc mà vào trong thiền đường ngồi ngồi đi đi như vậy ngày này tháng nọ như vậy, đó là rất khó chứ không có dễ, không có dễ đâu. Nếu mà ai mà không có cái duyên với thiền, thử vào trong thiền đường, bây giờ những cái người mà đi làm từ thiện đó, những người mà đi giữ những cái khóa tu niệm Phật đó, bảo là họ ngồi vô ngồi trong thiền đường, họ ngồi được không? Ngồi một ngày thôi là họ đã không ngồi được rồi. Ít ra là phải có cái câu kinh để mà tụng, ít ra có câu Phật hiệu để mà niệm, ít ra cũng phải có những cái lại để mà chúng ta có một cái hình tướng hành trì. Còn cứ ngồi rồi đi như vậy, đây rất là khó chứ không có dễ. Cho nên nó nói cái chuyện là đối với cái người tham thiền thì nếu đúng cái căn cơ thì đó là rất dễ. Như này Lai Quả nói đó, là cái dễ của tham thiền nó còn dễ hơn cái chuyện ăn cơm mặc áo nữa. Nhưng mà đó là đối với cái người mà căn cơ như ngài Lai Quả thiền sư đó, là chỉ có một cái câu gọi đầu, có tham tới thôi, không cần phải nghĩ ngợi ngợi cái gì hết á, không cần phải sắp đặt gì hết, cho nên nó rất dễ. Nhưng mà cái tập khí của chúng ta nó muốn làm cái điều này, nó muốn nghĩ cái điều kia, nó muốn tính cái điều nọ, đủ chuyện hết,
Và bây giờ bắt ngồi cứ tham không thì nó đâu có chịu được. Cái tâm ý của chúng ta tâm viên ý mã mà nó thành một cái thói quen rồi, chúng ta không có không thể mà điều chỉnh bắt nó ngồi im được. Có một lần nghe tôi lên trên lên trên cái tỉnh thất của một ông thầy ở trên gần chùa Ấn Quang ấy, ở đường Ngô Gia Tự, thì ở trên đó sinh hoạt suốt đêm tôi ngủ không ngủ được. Cái sinh hoạt của người ta hình như người ta không có ngủ, đến 1-2 giờ đêm là bắt đầu nó nghe lắng xuống những cái tiếng ồn ào xe cộ và cái nhịp sống của người ta, lúc đó mình mới ngủ được một chút. Là 4 giờ là bắt đầu họ thức dậy, họ họ chuẩn bị buôn bán nữa rồi, thì mình cũng thức với họ luôn, anh đêm có ngủ được cái 2 tiếng thôi. Rồi sau này sau này ông thầy đó ông xuống với tôi, mà lúc đó cái chùa Tiên Trì nó còn vắng lắm thưa quý vị, nó không phải như bây giờ tối là bắt đầu 7-8 giờ là nó vắng tanh rồi, ông cũng ngủ không được. Tôi hỏi sao thầy ngủ không được, sao nó khác với trên tôi quá, ở đây sao nó vắng quá tôi ngủ không được, nó khác lạ. Chẳng qua là cái lạ với cái quen thôi, mà cái tâm mình là cái tập khí, mà cái thói quen là tập khí chứ không có gì khác hết. Cho nên nó có cái câu chuyện mà người ta kể đó, họ có một cái sinh viên mướn là cái căn nhà của cái ông cụ đó ở để mà đi học. Thế thì ngày nào ông cũng anh cũng đi về rồi anh cái chiếc giày đó anh bỏ xuống nghe cọp cọp. Ông già ông mỗi ngày ông đều nghe 2 cái tiếng cọp cọp như vậy, ông hơi phiền. Cho nên một hôm ông kêu cậu cậu sinh viên đó, biểu cậu ơi, tôi có cái bệnh yếu tim, tôi không có nghe cái tiếng động lớn được, cho nên cậu làm ơn tôi gì tôi bỏ đôi giày xuống nhẹ nhàng giùm tôi. Cậu sinh viên cậu cũng xin lỗi và ngày hứa là sẽ khắc phục thói quen, và ngày hôm sau về cũng quên cởi đôi giày bỏ xuống cái cột, nhớ lại cái lời của ông cụ hôm qua, cho nên cái chiếc thứ hai đó ông bỏ nhẹ nhẹ xuống. Ông già ông nghe một tiếng tọt cọp rồi cái ông cũng bực ở trong lòng, và ông chờ cho đến cái tiếng thứ hai bỏ xuống mà chờ hoài không được, ông bò từ ở dưới đất bò lên trên gác, ông nói cậu ơi còn chiếc nữa cậu làm ơn tôi bỏ xuống giùm đi, chứ còn tôi ngồi tôi chờ nó còn mệt hơn là tôi nghe nữa. Như vậy là cái tiếng thứ hai nó không có, nó vốn là không thật có, nhưng mà do cái tâm của mình chờ đợi và mình chấp trước cho rằng có thêm một cái tiếng thứ hai nữa, cho nên từ đó mà sinh ra là khó chịu, khó chịu đến độ mà bò lên trên cái gác để mà yêu cầu cái anh sinh viên đó anh bỏ thêm một chiếc giày xuống nữa. Thế như vậy thì đó là một cái tập khí, một cái thói quen, chứ không phải là nó có, không phải là nó tự nhiên được. Cho nên chúng ta sống bằng cái tập khí, cái thói quen này rồi thì chúng ta muốn buông bỏ xuống là buông bỏ không được. Cho nên đó gọi là chấp trước đó. Mà thưa quý vị là chúng ta sinh tử luân hồi là do cái chấp trước này mà ra. Chấp trước thì có không rồi là được mất vân vân, tất cả những cái đó chúng ta do cái chấp trước mà nó sinh ra bao nhiêu thứ phiền não và nghiệp chướng cũng từ cái chấp trước này mà ra hết á. Rồi từ cái chấp trước khổ đau này mà chúng ta sinh ra cái tâm cầu mong làm sao cho hết khổ, cầu mong làm sao đạt được cái cảnh giới an vui. Cho nên là chúng ta mới tìm cách này cách khác để chúng ta mong cầu. Và thưa quý vị, chỉ cần không chấp trước thì đâu cần cầu. Cho nên cái điều dễ thứ tư là không cần cầu, nhưng mà ngài nói rằng đó là bốn cái điều dễ, nhưng mà chúng ta không thể đạt được bốn cái điều dễ được dễ đó thì chúng ta phải bước qua bốn cái điều khó, đó là tin được là khó. Tin được quý vị, tin được chính mình là Phật đó là cái điều rất là khó thưa quý vị. Nghe sư phụ nói là tin tự tâm 100%, tin cái khả năng mà mình tu tập để mình chứng ngộ được đó, là tin tự tâm, rồi tin cái pháp môn là 100% thì chúng ta dễ tu tập. Nhưng mà chúng ta liệu chúng ta có tin được 100% không thưa quý vị? Rất là khó, không có tin nổi. Nói thì nghe nó dường như là mình tin 100%, nhưng mà thật sự mình không có tin. Nếu như một cái người mà tin tự tâm 100% đó, cái người đó bệnh không có khổ,
chết không có khổ. Là vì sao? Đã là tự tâm của mình là Phật rồi, cái thân này nó bệnh thì kệ nó chết thì kệ nó đâu có quan hệ gì mình đâu. Nhưng rõ ràng mình vẫn thấy nó liên quan đến mình, và cứ trong mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc mỗi giây mình vẫn thấy nó là mình. Tôi thường nói với Phật tử là cái thân này không phải là mình, nhưng mà rõ ràng tôi bệnh tôi vẫn lo, tôi đi ra ngoài tôi vẫn phải chuẩn bị cho cái thân này, cái này là cái khác. Nó rõ ràng cái tập khí của mình từ nhiều đời đâu phải một lúc là mình bỏ được đâu. Cho nên vì vậy đó, chính cái chỗ đó là cái niệm là một cái điều có. Niệm là gì? Là cái câu thoại đầu và cái nghi tình nó phải liên tục. Cái niệm ở chỗ này là cái niệm chân như Phật tánh, là hướng cái chỗ mà cái câu hỏi đó, câu hỏi mình đang hướng về cái chỗ mà tạm gọi là chân như Phật tánh đó, mình tham không biết nó là cái gì, mình cứ tham ngay chỗ đó gọi là niệm, mình rời chỗ đó ra là mình thất niệm. À, cho nên giữ được cái nghi tình mà nó được liên tục đó là khó, nó gọi là niệm là khó. Ngộ được là cái khó thứ ba. Niệm mà còn trật lên trật xuống mà nói gì tới ngộ. Cho nên cái ngộ được có nghĩa là ngộ được chính mình là Phật, ngộ được cái những cái điều mà gọi là bốn cái điều dễ ở trên đó, thì đây là khó, rất là khó chứ không phải dễ. Mà người xưa tôi đã nói là người xưa đã đánh đổi cả thân mạng của họ, đánh đổi cả tất cả những cái cuộc sống của họ, những cái gì mà riêng tư nhất họ đánh đổi hết để họ 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 được cái chỗ ngộ đó. Còn chúng ta thì không dám đánh đổi, chúng ta thì vẫn còn tiếc cái này tiếc cái kia, cho nên chúng ta không thể nào mà gọi là dễ được. Thứ tư là tu được là điều khó thứ tư. Tu nghe như ngày Tổ Đạt Ma đấy, kiến tánh tức là ngộ đạo rồi mới tu, chưa có kiến tánh chưa ngộ đạo thì lấy gì tu. Còn bây giờ mình tu đây đó có nghĩa là mình tập thôi, chứ mình chưa phải là cái người thật sự là chân tu. Người chân tu là cái người phải kiến tánh rồi mới khởi tu, kiến tánh bảo nhậm đó là người ta đang tu. Cho nên chúng ta phải phân biệt được đâu là dễ đâu là khó. Và tôi nói như thế này đó, một cái người mà có năng khiếu về thợ may thì bảo người ta may một bộ đồ thì người ta may rất là dễ. Cái người thợ hồ thì biểu người ta làm cái công việc là thợ hồ thì người ta làm dễ. Còn bây giờ mà biểu thợ may qua làm cái việc của thợ hồ thì rất là khó. Ngược lại, người thợ hồ mà biểu qua làm cái việc của người thợ may thì rất là khó. Rất là khó. Cũng như có nhiều ông chồng đi ra ngoài làm việc ở bên ngoài, bà vợ thì lo công việc săn sóc con cái trong nhà nấu nướng, và ông chồng thì cứ nói rằng là cái việc nhà là việc của đàn bà, cái việc nó dễ dàng lắm, còn cái việc mà đi ra ngoài kiếm tiền mới là việc khó. Nhưng mà bây giờ mình cứ thử một ngày mình ở trong nhà để mình làm bếp núc, mình lo săn sóc con cái thử coi, mình mới thấy cái chuyện mà săn sóc đó là khó hay là dễ. Nên mỗi ngày người nó có một cái vai trò, cái trách nhiệm nó khác nhau, cho nên cái việc làm của ai thì họ làm chu toàn cái việc đó. Cũng vậy, cái việc tu hành, cái người nào mà phù hợp với căn cơ của thiền thì họ tu thiền gọi là dễ. Còn cái người nào mà phù hợp với tịnh độ thì họ tu tịnh độ nó dễ hơn. Vì những người đó mà bỏ qua tham thiền thì họ tham không có được đâu. Họ tham gắn gượng thời gian rồi họ cũng trở qua, họ họ tu tịnh độ trở lại thôi. Hồi trước có một sư bà mà tôi thì không có nói tên. Sư bà đó cũng theo hòa thượng sư phụ Di Lực đó, tham thiền rất lâu. Nhưng mà đến khi mà bà bị bệnh nặng rồi sắp qua đời đó, là người ta khuyên bà niệm Phật, lúc đó bà chỉ niệm Phật thôi, quên mất tham thiền. À, như vậy thì rõ ràng cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không đủ cái niềm tin, và chúng ta không phải là cái căn cơ của thiền. Còn cái người mà của cái căn cơ của thiền đó thì bị bảo họ bây giờ tu theo một một pháp môn nào khác, họ không tu được.
không tu được. Đối với họ chỉ có thiền, ngoài thiền ra họ không tu cái pháp nào khác được nữa. Và nếu như chúng ta chọn đúng cái pháp môn như vậy đó thì chúng ta tu nó mới nhanh, và như vậy thì đó gọi là dễ. Bây giờ biểu mình tu một cái pháp môn khác, ví dụ như tôi bảo tôi tu mật tông, tôi đâu tu đâu có được, rất là khó, rất là khó. Bây giờ cái người mà bên mật tông bảo bây giờ qua tu thiền họ cũng rất là khó, không cũng được. Thì như là vậy là nó dễ hay là khó là tùy ở cái căn cơ, tùy ở cái duyên của chúng ta nữa. Chúng ta có cái duyên nào thì chúng ta tu theo cái duyên đó, chúng ta căn cơ nào mà chúng ta cái niềm tin và cái sự giảng trạch của chúng ta về cái pháp môn đó nó rõ ràng thì chúng ta tu cái pháp đó nó sẽ dễ hơn. Còn nếu như chúng ta tu mà cưỡng cầu đó, cái người mà không hiểu về tịnh độ và biểu tu tịnh độ thì là khó. Cái người mà không hiểu về thiền mà biểu tu thiền thì đây là rất là khó. Cho nên vì vậy đối với cái người tu của chúng ta thì chúng ta phải xác định rõ cái pháp môn nào nó phù hợp với mình để mình tu tập. Còn là đối với những người khác mà khi họ thấy họ có căn cơ với thiền thì mình nên khuyên họ tu thiền, tạo cái điều kiện cho họ tu thiền. Còn nếu như mà thấy họ không phải là cái căn cơ của tu thiền đó thì đừng nên ép họ cưỡng cầu, rồi là cái sự tu tập nó lỡ dở nửa đường tội nghiệp cho họ. Nên cho nên chúng ta phải xác định cho rõ. Thì thôi cũng gần hết giờ, tôi dừng lại. Nếu còn 3 phút nữa nếu có ai có câu hỏi thì đặt ra hỏi, còn nếu không thì hết giờ chúng ta kết chương trình lại. À mà chú Quỳnh. Dạ, con kính chào thầy ạ. Con là Quỳnh và con cũng xin kính chào các cô chú đồng tu ở đây ạ. Con có một câu hỏi, con có một chút thắc mắc con muốn hỏi thầy ạ. Nhân cái chủ đề của buổi thuyết pháp ngày hôm nay là tham thiền dễ hay khó, thì con cũng có nhớ đến một đoạn trong kinh Viên Giác, ở trong chương Biện Âm Bồ Tát thì Phật có nói là 10 chư phương Như Lai, tất cả người tu hành đều do pháp môn này mà thành được Bồ đề, chỉ trừ kẻ đốn ngộ và xiển đề chẳng tin, tất cả các Bồ Tát và chúng sanh mặt pháp thường nên giữ luân này. Thì con đang thắc mắc là chỉ trừ kẻ đốn ngộ ở đây có phải là người là tu thiền không thưa thầy ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở trong đó có cái nói rằng cái người mà không phải là cái người đốn ngộ mà là cái người mà gọi là tự cho rằng mình ngộ á, tự cho rằng mình ngộ thì ở trong luật của nhà Phật gọi là tăng thượng mạng. Những người tăng thượng mạng là tự cái người không, xin lỗi, cái người mà đại vọng ngữ mình chưa ngộ thì mà cho rằng mình ngộ, đó là người đại vọng ngữ. Còn cái người mà tông thượng mạng là họ họ chưa ngộ mà họ cứ tưởng nhầm là họ ngộ. Có nhiều cái trường hợp như vậy đó. Thì những người đó như là nhất sẵn sàng đề là những người mà tu theo ngoại đạo rõ hình đó, vân vân, hoặc là giết cha giết mẹ, thì những người này không thể tu theo thánh viên giác được, pháp môn của đốn ngộ của thánh viên giác. Còn ngoài ra thì tất cả đều có thể tu theo viên giác được. Cái đó là nói theo cái nhìn của Đức Phật là ai cũng có thể tu theo thánh viên giác, là bởi vì ngoài ra, ngoài cái thánh viên giác ra mà hướng ra ngoài cái pháp môn khác thì không thể nào mà chứng ngộ được. Nên cho nên cái pháp môn này pháp môn kia, tất cả những cái pháp môn mặc dù cái tên gọi nó khác nhau nhưng mà cũng đi về cái tính viên giác chứ không có khác. Bởi vì tính viên giác có nghĩa là Phật tánh chứ không có gì khác. Mà nếu như mình hướng về Phật tánh để mình tu thì đó là mình chứng đạo của Thượng Bồ Đề. Còn nếu như mà mình hướng ra ngoài thì nó thuộc về ngoại đạo, nó không phải là cái người tu đúng cái chánh pháp. Tánh Dạ viên vâng, con giác. cảm ơn thầy ạ. Có ai còn câu hỏi nữa không? Hết giờ rồi ha. Đây, mời thầy phát biểu.